Hiện tại ta là top 5 toàn server, lực chiến 530 triệu. Còn cách top 4 toàn server cần tăng 400 triệu lực chiến. Không đợi được nữa, hôm nay chắc chắn phải đoạt lấy. Xem hôm qua treo máy nhận được trang bị gì. Hai, không tồi lắm. Nữ oa linh quán bậc 11, lực chiến trang bị tăng 500k. Các trang bị, các hệ thống kiến nghị hồi thu nhanh. Wow, một phát nhận 10 triệu vàng. Giờ có thể tăng bậc cánh rồi. Thêm thần binh đỉnh cấp. Hóa hình thiên thần đã là phục hy bậc 10. Chỉ còn thú cưỡi có thể cường hóa. Đập hết 10 triệu vàng nhận cái đạn mắt. Tiến